ngày 6 tháng 7, nỗ lực tiến hành chuyển giao chính trị đầu tiên ở Ai Cập sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ đã gặp trở ngại khi ghế Thủ tướng lâm thời hiện vẫn khuyết do nhiều tranh cãi giữa các phe phái. Trong một diễn biến mới nhất, thì văn phòng Tổng thống lâm thời đã bác tin các hãng truyền thông trước đó nói rằng ông El Baradei được chọn làm Thủ tướng. Thông tin về việc ông El Baradei làm thủ tướng lâm thời của Ai Cập đã được hãng thông tấn MENA và một số hãng khác xác nhận. Song chỉ vài giờ sau đó, văn phòng Tổng thống Ai Cập đã ra thông báo bác bỏ thông tin này. Theo đó, cuộc thảo luận tìm kiếm thủ tướng mới vẫn đang diễn ra và ông El Baradei được coi là một sự lựa chọn hợp lý. Tổng thống đã gặp một số ứng cử viên, trong đó có ông El Baradei, và cuộc thảo luận tìm kiếm thủ tướng mới vẫn đang tiếp diễn. Ai Cập đang ở trong giai đoạn khó khăn, nên chúng tôi cần xây dựng một chính phủ đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Ngoài ra, chính phủ mới cũng sẽ không loại trừ bất cứ đảng phái chính trị nào. Về thông tin cho rằng đảng Nu, lực lượng Hồi giáo lớn thứ hai tại Ai Cập, đã không tán thành quyết định bổ nhiệm ông El Baradei, người phát ngôn Moussa Lamani đã lên tiếng bác bỏ điều này. Chúng tôi vẫn chưa chọn được thủ tướng mới. Giới truyền thông đã đưa tin về việc ông El Baradei được bổ nhiệm, song chưa có văn bản chính thức nào từ văn phòng Tổng thống về điều này. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra. Hiện tình hình tại Ai Cập đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều diễn biến khó lường. Trong bối cảnh chính phủ mới chưa được thành lập, tình trạng bất ổn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở các thành phố. Trong một động thái mới nhất, phong trào anh em Hồi giáo đã yêu cầu quân đội phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, đồng thời hối thúc người ủng hộ xuống đường biểu tình trong ngày 7 tháng 7. Trước đó, những vụ đụng độ giữa hàng trăm nghìn người ủng hộ và phản đối Tổng thống Morsi diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước Ai Cập đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Ngày 7 tháng 7, cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom đã thu được kết quả tích cực khi hai miền Triều Tiên đạt được một thỏa thuận mới về việc mở lại khu công nghiệp chung Kaesong, được coi là biểu tượng hợp tác giữa hai miền đã ngừng hoạt động từ cách đây 3 tháng do tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Theo thỏa thuận mới đạt được, các quan chức hai bên đã nhất trí khôi phục hoạt động của các công ty tại khu công nghiệp Kaesong. Dự kiến từ ngày 10 tháng 7 tới, việc thanh tra các cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Kaesong sẽ được phía Hàn Quốc tiến hành. Trước đó, ngày 6 tháng 7, Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp chuyên viên về khu công nghiệp chung Kaesong để thảo luận về việc bảo dưỡng các cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp này, trả lại các thành phẩm và nguyên liệu sản xuất thuộc sở hữu của các công ty Hàn Quốc và bình thường hóa hoạt động khu công nghiệp Kaesong. Cuộc đàm phán lần này được tiến hành theo đề xuất của chính phủ Hàn Quốc. Khu công nghiệp chung Kaesong được xem là biểu tượng hợp tác kinh tế duy nhất còn lại giữa hai miền Triều Tiên, hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi được thành lập vào năm 2004. Bình Nhưỡng đã tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp này hồi đầu tháng 4 vừa qua và rút toàn bộ 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại đây. Phía Hàn Quốc sau đó cũng quyết định rút các nhân viên nước này khỏi Kaesong. Sau khi Venezuela và Nicaragua tuyên bố sẵn sàng cấp quy chế tị nạn nhân đạo cho cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA Edward Snowden, chính phủ Bolivia ngày 6 tháng 7 cũng đưa ra đề nghị sẵn sàng cấp quy chế tị nạn nhân đạo cho nhân vật đang bị Mỹ truy lùng gắt gao này nếu được yêu cầu. Phát biểu trong một sự kiện ở bang Oruro, Tổng thống Bolivia Evo Morales cho biết quyết định trên nhằm phản đối việc Pháp, Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ngăn cản chuyên cơ của ông bay qua hoặc hạ cánh tiếp nhiên liệu do nghi ngờ Snowden cũng có mặt trên máy bay. Chúng ta sẽ cấp quy chế tị nạn cho Snowden nếu anh ta yêu cầu, nếu cho phép nhân vật đang bị Washington truy lùng gắt gao vì tiết lộ những hoạt động giám sát bí mật của cơ quan an ninh Mỹ. Chúng ta sẽ biết chính phủ Mỹ thu thập thông tin một cách bất hợp pháp để kiểm soát chúng ta như thế nào. Trước đó, Venezuela và Nicaragua cũng tuyên bố sẵn sàng cho phép Snowden tị nạn nhân đạo. Quyết định của ba quốc gia Mỹ Latin này được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp tại Bolivia của nguyên thủ các quốc gia Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Uruguay và Suriname. Các nhà lãnh đạo Nam Mỹ này đã yêu cầu các nước châu Âu liên quan giải thích và xin lỗi việc chuyên cơ của ông Morales bị chặn, điều mà họ cho là sự vi phạm trắng trợn các hiệp ước quốc tế. Sau khi công bố các thông tin liên quan đến hoạt động tình báo của Mỹ gây chấn động dư luận, Edward Snowden đã chạy sang Hồng Kông và hiện được cho là đang lưu trú tại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo ở Nga. Cựu nhân viên CIA này đã xin tị nạn chính trị tại 27 nước, trong đó có 6 nước Mỹ Latin là Bolivia, Brazil, Cuba, Ecuador, Nicaragua và Venezuela. Và tiếp theo sẽ là một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác.
Ngày 6 tháng 7, chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Hàn Quốc Asian Airlines đã gặp nạn khi đáp xuống sân bay quốc tế San Francisco của bang California, khiến hai người thiệt mạng và ít nhất 73 người khác bị thương. Chiếc máy bay nói trên cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon của thủ đô Seoul khi hạ cánh xuống đường băng đã bị đâm và bốc cháy ngùn ngụt, buộc 291 hành khách và phi hành đoàn 16 người phải trượt xuống đường băng qua các cửa thoát hiểm. Hiện chưa có con số thương vong chính thức. Tuy nhiên, kênh truyền hình CNN của Mỹ dẫn các nguồn tin từ bệnh viện cho biết số thương vong có khả năng từ 73 đến 103 người, trong đó có hàng chục người đang trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Mỹ FAA và Cục điều tra Liên bang Mỹ đã lập tức cử nhân viên tới hiện trường để xác định rõ nguyên nhân. Hãng chế tạo máy bay Boeing cũng đã phái các chuyên gia xuống hiện trường để giúp đỡ về mặt kỹ thuật. Đại diện của Asian Airlines cho biết số hành khách trên máy bay gồm 141 người Trung Quốc, 77 người Hàn Quốc và 61 người Mỹ. Cùng ngày, một tàu hỏa chở dầu thô đã chật bánh tại thành phố Lac Mégantic ở tỉnh Quebec, Canada, gây ra những vụ nổ lớn phá hủy nhiều tòa nhà. Đoàn tàu chở dầu từ Bắc Dakota tới Canada đã phát nổ vào lúc 1 giờ sáng giờ địa phương. Vụ nổ đã khiến khoảng 30 tòa nhà cùng hàng chục ô tô bị phá hủy. Hiện chưa có con số chính thức về thương vong do có nhiều người được cho là đang mất tích. Lực lượng an ninh đã khoanh vùng an toàn và sơ tán khoảng 6.000 cư dân địa phương quanh đó. Vụ nổ cũng khiến một số lượng dầu lớn tràn xuống sông Sodier. Và trong ngày cuối tuần như thường lệ, truyền hình Thông tấn sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra tuần qua. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp của công tác hội. Trong đó có việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Các đại biểu xác định hoạt động của hội sẽ ngày càng hướng về cơ sở, khu dân cư. Các cấp hội quan tâm xây dựng làng văn hóa, gia đình nông dân văn hóa, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức gia đình, thực hiện nếp sống văn minh, lên án những hành vi tiêu cực, đánh bạc, bạo hành với phụ nữ, trẻ em. Ban chấp hành hội khóa 6 gồm 122 ủy viên. Ông Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa 5, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân khóa 6. Trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 7, hơn 650.000 thí sinh cả nước đã hoàn thành đợt 1 kỳ thi tuyển sinh vào 133 trường đại học, cao đẳng khối A và A1. Tại kỳ thi năm nay, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo đã lập địa chỉ liên lạc thư điện tử tiếp nhận thông tin về việc tổ chức kỳ thi. Thanh tra Bộ, thanh tra các sở giáo dục cũng đã cử nhiều đoàn kiểm tra đột xuất trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Cả nước có 134 thí sinh bị kỷ luật, trong đó có 11 em bị đình chỉ thi. Một số sai phạm quy chế đã được phát hiện và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kỳ thi năm nay có sự tham gia của nhiều đội thanh niên tình nguyện tiếp sức kỳ thi. Các tổ chức từ thiện cung cấp hàng vạn bữa ăn, chỗ nghỉ trọ miễn phí hoặc giá rẻ cho thí sinh nghèo, thí sinh đến từ các địa phương xa gặp khó khăn. Trong những ngày đầu tháng 7, mưa to tại vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hạ tầng. Mưa lũ kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Hà Giang, Điện Biên bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường nối trung tâm huyện, xã bị sạt lở đã phải điều chuyển hướng di chuyển. Trận mưa lớn nhất 50 năm trở lại đây ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cuốn trôi nhiều cây cầu, hàng nghìn dân bị cô lập trong nước lũ. Trong những ngày cuối tuần, giá vàng trong nước tăng nhẹ trong khi giá vàng thế giới giảm khiến khoảng cách giá vẫn ở mức cao. Giá mua bán tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu thứ 40 với 1,5 tấn vàng. Đây được xem là phiên quyết định với hai ngân hàng chưa tất toán xong. Cũng trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu một số tổ chức tín dụng ngừng giữ hộ vàng trong thời gian chờ thông tư hướng dẫn. Nhiều ngân hàng thông báo thực hiện yêu cầu này, thậm chí khuyến khích khách hàng chuyển đổi gửi vàng sang gửi nội tệ. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết giao dịch vay đô la trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh, chủ yếu là vay qua đêm. Tại hội nghị sơ kết xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết tổng lượng gạo xuất khẩu cả năm ước đạt 7,5 triệu tấn. Lũy kế xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm của Việt Nam đạt hơn 3,48 triệu tấn, trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2012, xuất khẩu gạo tăng 2,5% về số lượng, giảm khoảng 2% về kim ngạch do giá giảm liên tục trong 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, thị trường xuất khẩu gạo diễn biến phức tạp và có sự thay đổi rõ nét. Thị trường truyền thống với các hợp đồng tập trung giảm mạnh và được thay thế bằng các hợp đồng thương mại từ các thị trường khác. Hiện châu Á vẫn là thị phần lớn nhất, chiếm gần 62%, kế đến là châu Phi chiếm hơn 23%. Về mua tạm trữ lúa gạo hè thu, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã triển khai mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo theo các điều kiện được quy định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị liên quan diễn ra tuần này tại Brunei đã kết thúc với thông cáo chung khẳng định quyết tâm của ASEAN xây dựng cộng đồng chung vào năm 2015. Về vấn đề Biển Đông, ASEAN thể hiện sự đoàn kết, ủng hộ lập trường hành động dựa trên các nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng các điều khoản của Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, giải quyết hòa bình các tranh chấp và kiềm chế không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Các nước đối tác cũng ủng hộ lập trường của ASEAN về giải quyết vấn đề Biển Đông, cũng như ủng hộ nỗ lực giải quyết vấn đề Biển Đông với Trung Quốc trên cơ sở đảm bảo an ninh ổn định khu vực, cũng như đảm bảo được an ninh hàng hải và an ninh biển. Trong cuộc gặp với các ngoại trưởng các nước ASEAN để thảo luận việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông COC, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ hy vọng COC sẽ sớm được hình thành, đồng thời khẳng định cam kết của Mỹ đảm nhận trách nhiệm và hợp tác chặt chẽ trong khu vực Thái Bình Dương, tiếp tục tạo dựng sự hiện diện tích cực và lâu dài trên mọi khía cạnh. Chính trường Ai Cập lại một lần nữa có biến động lớn với việc tổng thống do dân bầu Mohamed Morsi bị quân đội phế truất. Chánh án Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập Adli Mansour đã được chỉ định làm lãnh đạo lâm thời cho đến khi tổ chức tổng tuyển cử. Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc phản ứng thận trọng. Một số nước trong khu vực lên án quân đội làm đảo chính, trong khi Liên minh châu Phi cho rằng hành động này là vi hiến và đã đình chỉ tư cách thành viên của Ai Cập. Trong khi đó, quân đội Ai Cập tuyên bố một chính phủ kỹ trị với đầy đủ các chức năng sẽ được thành lập và quân đội sẽ không can thiệp vào các vấn đề chính trị của đất nước. Tuy nhiên, diễn biến căng thẳng chưa hết khi tổ chức anh em Hồi giáo của Tổng thống bị lật đổ Morsi tuyên bố không hợp tác với chính phủ lâm thời. Làn sóng biểu tình bạo lực những ngày qua tại Ai Cập đã khiến hơn 50 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Vụ bê bối liên quan tới cựu nhân viên tình báo Trung ương Mỹ CIA Edward Snowden bị chính phủ Mỹ truy lùng vì đã tiết lộ thông tin về chương trình do thám tiếp tục là nguyên nhân khiến căng thẳng giữa nhiều nước Mỹ Latin và phương Tây leo thang. Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố đang xem xét việc đóng cửa đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Paz sau khi cáo buộc Mỹ có thể đứng sau việc các nước châu Âu không cho phép chuyên cơ của ông bay qua không phận do nghi ngờ trên chuyên cơ có mặt cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden. Chính phủ Venezuela và Nicaragua thông báo sẵn sàng cấp quy chế tị nạn cho Edward Snowden, mặc dù trước đó một loạt các quốc gia như Brazil, Ấn Độ và nhiều nước châu Âu đã từ chối đơn xin tị nạn chính trị của nhân vật này. Snowden hiện vẫn đang ở trong khu vực quá cảnh tại một sân bay ở Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã hối thúc Snowden rời khỏi Nga sớm nhất có thể. Sau hơn 2 thập kỷ tách khỏi Liên bang Nam Tư trước đây, Croatia đã trở thành quốc gia thứ 2 thuộc Nam Tư cũ gia nhập Liên minh châu Âu EU sau Slovenia năm 2004 và trở thành thành viên thứ 28 của tổ chức này. Croatia đã phải trải qua 7 năm cải cách nhằm đạt các tiêu chí của EU như đẩy mạnh cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tái phục hồi thị trường lao động, kiểm soát tham nhũng, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và hợp tác với Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh ở Nam Tư trước đây. Mặc dù sự hào hứng của người dân nước này phần nào bị giảm sút do cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Âu, đây vẫn là một bước ngoặt lịch sử với quốc gia vùng Ban Căng với chỉ 4,2 triệu dân, đã từng chịu nhiều năm nội chiến sau khi tuyên bố độc lập khỏi Liên bang Nam Tư trước đây năm 1991. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông Tấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.